Dạ, alo chị Hạnh ơi, em xin lỗi em vào trễ xíu nha. Này em có tí rắc rối trên đường. À, rồi không sao cô chị ạ. Dạ, alo chị Hạnh có nghe em không ạ? Rồi chị nghe ạ. Dạ, trời ơi em xin lỗi chị. Nay mưa quá nên là em kiểu chạy cũng không được nhanh như bình thường nữa. Rồi không sao. Dạ. Hôm bữa em có kiểm tra cái tổng số buổi học của mình ấy. Thì em thấy là mình còn 3 buổi, 3 buổi là tính luôn hôm nay á chị. Vậy thì nếu như mà các chị ở bên trung tâm có dặn có gửi cái thông báo thì em cũng hy vọng là mấy chị sẽ báo đúng là còn mình còn 3 ngày. Vâng, như cũng còn 3 ngày hay sao? Tại hôm bữa là chị nhớ là chị nói là mình còn 8 buổi, là như mình học được 5 buổi, nay là 6 buổi, còn 2 buổi nữa. Đúng không? Không hết bữa nay là còn 2 buổi nữa. Dạ, vâng, vậy giờ em bắt đầu mở bài rồi mình học luôn với nhau nha chị ha. Vâng. Ok, dạ. Hôm bữa là mình cũng đang dở dang một cái kiến thức là kiểu mình ôn tập lại những cái mình đã học. Em chắc là mình vẫn còn nhớ chị Chắc nhớ. Dạo nhỉ? này nhiều việc quá, áp lực quá cô chị ơi. Ơ vậy hả chị hả? Sao vậy chị? Mấy bữa nay trường nó cái 20 tháng 11 đó em chuẩn bị cái đợt các phong trào thi thố dự giờ liên liên tiếp luôn, dự riết mà đuối luôn. À rồi, ok. Vậy hôm nay chắc là mình học một ít rồi mình để em để chị nghỉ sớm nha chị nhé. Vâng. Tại vì là em cũng thấy là để mình có thời gian mình chuẩn bị cho những công việc khác thì chắc là nghỉ sớm cho nó dễ dàng. Vâng. Rồi. Ok. Hôm nay thì em chưa có việc à, Rồi sao vậy chị ơi? em cứ nói nè. Dạ không, em chỉ bảo là hôm nay thì có thể là em sẽ học ở trên sách chứ em chưa có kịp soạn ra cái PowerPoint đó nên là Được, 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 không sao. rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần hôm bữa mình còn đang dang dở. Rồi, ôn tập lại một chút xíu với câu hỏi đuôi. Đó, cái phần câu hỏi đuôi mình nối giúp em cái câu hỏi với cái đáp án đúng của nó nha chị nhé. Đó, để tạo cái cuộc hội thoại có nghĩa. Rồi mình chỉ cần mở cây viết lên rồi sau đó là mình chọn cái đường thẳng để mình nối là được chị ạ. Vâng. Nhiều việc quá thành ra không, thật sự là không có thời gian. Kinh khủng việc luôn. Cây viết là không bằng chữ gọi chữ tờ đúng không ta? À, cái chữ tờ là chữ viết, chị còn cái cây viết sau đó Cây là viết à, rồi thấy là thế này, thay viết đường thẳng. Ok. Cây viết là cái đường thẳng thôi. Anh ấy chạy nhanh phải không? Mà nó dịch thử. mình hiểu đúng câu hỏi rồi á. Rồi ở dưới là cái camera này, camera này thì không làm việc là không hoạt động phải không? Đúng rồi đó. Ở dưới là đôi giày là hai cái nè, đôi giày này fit fit là vừa không vừa, Đúng rồi nhá. đôi giày này không vừa phải không? Rồi bạn giống Đúng rồi. nhìn bạn nhìn giống Đúng bạn giống rồi. bạn nhìn giống anh trai của bạn phải không? Bây giờ sẽ trả lời nè. Đôi giày anh đầu tiên anh ấy chạy có nhanh không, thì nếu mình trả lời, khoan để chị nhớ đây coi, anh ấy chạy có nhanh không, có nhanh không, thì nếu mình trả lời nhanh thì là nhanh thì cái này đúng không? Rồi tiếp theo này, Dạ đúng rồi chị. camera này không hoạt động phải không, camera này không hoạt động phải không, nó thì không, kia là camera này không hoạt động phải không. Đô, cái này là đô này. Rồi, tiếp theo.
À, tiếp là cái đôi giày này không vừa phải không? Em ta mất mày đứa nào nó còn mày không biết không biết không nên à, bạn giống con trai bạn hơn nó hơi quái rồi à, không không có nợ ít này dưới chứ. Đen gì? Đen. Cái này mới đúng, cái này mới đúng rồi. Cô chưa chưa sai rồi. Rồi Sai sót. mình muốn Chết sửa lại câu số 2 đúng không chị? À, từ 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 chết từ chết là mất rồi. Trời ơi, có à, thể ra sao chưa làm từ từ lại. chị em đây, em cứu cho. Có cái nút quay lại mà nó có cái hình mũi tên đi ngược như vậy nè chị nè. Đó. Mình đó là mình bấm vô là nó sẽ hoàn tất lại cái thao tác của mình đó. Nãy chị nhầm một câu chị phát hiện ra tự nhiên chị bấm cái nó mất tiêu luôn. Là Yes. Nó là ngay dưới chứ sao tự nhiên nó thẳng rồi. Hồi nãy bấm vô cái nét thẳng thì kệ đi. không sao thì cái này cũng được mà. Rồi Biết đúng rồi rồi quyết định. ok, chính xác rồi đó chị. Chỉ còn có một cái cuối thôi là mình nối từ cái số 4 lên câu câu C như vậy. Rồi Đó là xong rồi. để con xe là Thì quan trọng của cái bài này là mình phải cẩn thận coi là đối tượng nó nói đến là ai đúng không, là cái gì đúng không chị nhỉ? Đó, giống như hồi nãy mình bị lộ nè, cái biết this sai à chứ hiện ra. đó. Mình nhớ giúp em là kiểu như là khi mà mình hỏi trong 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 câu hỏi của tiếng Anh ấy, ví dụ như mình có nói là anh ta không anh ta không có nhà đó đúng không, kiểu kiểu vậy. Thì giả sử như bây giờ mình bảo là anh ta đúng là không có nhà thật thì chúng ta sẽ phải trả lời là no đúng không ạ? Đó, no, anh ta không có nhà. Đó, trong trường hợp này thì nếu như mà mình bảo là yes thì người ta sẽ lại hiểu thành à có, anh ta có nhà đó. Đó, không, anh ta không có nhà, còn có, anh ta có nhà. Thì tiếng Anh có là có mà không là không. Đó, còn trong tiếng Việt mình nó sẽ khác một tí xíu. Rồi, ok, mình vẫn nhớ được cái câu hỏi đuôi đúng không ạ? À? Quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ qua đến cái nội dung ở trong sách đây. Đó, rồi. Ok, nội dung ở trong sách. Rồi, thì mình có cái ôn tập như sau. Lại là ôn tập tiếp. Rồi, mình còn nhớ cái mẫu câu hỏi này không ạ? Is this your wallet? Câu này có nghĩa là gì chị nhỉ? Với chữ qua lịch hả? Chữ qua lịch Đó, mình cứ nhớ từ từ ạ. lịch mới nhớ cái ví à, cầm cái ví lên tay à, Đúng rồi, chính xác. cái ví nam, ví nam Đó. đây có phải là cái ví của bạn không? À, đúng rồi, chính xác. Và khi mà người ta nói là no, à, đúng không ạ? Rồi. Thì tức là không phải. Thì bây giờ chúng ta sẽ điền cái gì vô ngay đằng sau chữ x này nè chị nhỉ? No, nó không phải của tôi. Đó, thì chúng ta sẽ lựa một trong các cái từ ở trên cái ô màu kem này mình điền vô nè chị nè. Nhớ rồi. Cái này có phải bạn không? Không phải. Từ. Cái này có phải của bạn? Bạn không? Thì bây giờ khi mà mình nói là nó không phải của tôi thì chúng ta cần có một cái gì đó cụ phủ định đúng không nhỉ chị nhỉ? Thì trong tất cả các cái dàn này thì cái nào nó đang là phủ định nhỉ chị nhỉ? Isn't, Đúng isn't rồi, chính xác. it? À, có cái isn't là phủ định nhưng mà isn't it này thì nó đang là phần đuôi của câu hỏi đuôi đó chị. Đó, vậy nên chỗ này chỉ có một đáp án đúng của nó thôi, đó là từ nè nhỉ chị nhỉ? À, nó chỉ có cái isn't thôi. Đúng rồi, chính xác, chỗ này chỉ có thể là isn't thôi, đó. Rồi, vậy thì mình đọc câu này giúp em được không ạ? À? No, it isn't mine. No, it isn't mine.
Đúng rồi, vậy mai này có nghĩa là gì nhỉ chị nhỉ? Nó cũng có nghĩa là không phải của tôi, không phải của tôi. À, cái mai này cũng có nghĩa là của tôi, nhưng mà ở đây nó sẽ dưới dạng là Tên tân ngữ. ngữ sở Đúng hữu. rồi, chính xác. Ở đây nó đang là tân ngữ sở hữu, còn cái tân ngữ sở hữu là khác. Rồi, vậy thì bây giờ người này người ta lại chỉ ra một cái người khác đúng không ạ? À, vậy Rồi. thì bảo là a cái này là của người đó đó. Vậy thì chúng ta sẽ có cái từ thích hợp để điền chỗ này là từ nào chị nhỉ? Nó là của anh ấy. Đúng rồi. Là his. Đúng rồi, chính xác. Chỗ này chỉ có thể là his thôi đó. Rồi, vậy là Ok. his, ok, thanks. Rồi, cũng là dễ hiểu đúng không chị ha? Rồi, ok. Vậy thì bây giờ mình đó, mình sẽ kéo xuống. Đây, mình nhìn cái câu tiếp theo. Từ từ chị đợi em xíu để em copy cái này em đưa vô trong PowerPoint cho dễ nhìn. Đó, em copy luôn cả cái kia. Mình chờ em 1 phút. Chị còn đang muốn nói là học hết buổi này chắc 2 buổi kia chị nghỉ luôn á, giờ chị bị đuối quá rồi. Cô chị biết lắm, nguyên cái tháng 10 là quần giáo viên te tua luôn, tháng 11 quần tiếp. Chị nói sao mà lắm lắm. Và Cái nó cái này nó có nhiều hơn năm ngoái hay không sao chị? nhiều 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 hơn, có Nhiều nghĩa hơn. là không hiểu sao mà do trường ấy, có nghĩa là do trường quần quần nhiều quá, mỗi năm thì cũng thi tiết tốt dự giờ này kia rồi mà đâu có áp lực gì vậy. Năm nay bốc thăm đủ thứ các loại bốc thăm, bốc thăm ngày trong ngày đó có bao nhiêu tiết, bốc thăm bao nhiêu tiết, rồi bốc thăm giám khảo, vừa vừa rồi dự giờ thăm lớp xong xây qua thi giáo viên chủ nhiệm, xây qua thi chủ nhiệm giỏi, bây giờ xây qua thi giáo viên giỏi để thi tiết tốt. Tao nói quay như trong chóng À, đến đó nhưng mà ngủ nằm mơ nghe. Ngủ thầm. Em cũng luôn, đang bảo ngủ là nằm mơ luôn. em cũng đang bảo không biết là kiểu có vấn, tại vì năm ngoái em nhớ là cái thời điểm này thì chỉ ngoài cái ngày đâu ngày 20 tháng 11 ra là chị Hạnh là có bận thôi, còn lại những cái ngày khác em không thấy chị Hạnh bận, mà bảo sao cái tháng này đợt này chị Hạnh lại stress lại căng thẳng dữ vậy Thì đó. em giáo viên riết mà ai cũng áp lực quá luôn, kiểu Vâng. mà dự giờ mà dự dự liên tiếp mà dự mà theo kiểu mà áp, thay vì những năm trước ví dụ như cho trong một ngày đó dù có 4 5 tiết 7 tiết gì đó, cô chọn một môn ra là tôi sẽ dự, thì coi như là trong một ngày đó mình được quyền lựa chọn, ví dụ như 5 7 môn gì đó mình lựa ra một tiết mình thích mình dự. Còn bây giờ là cho bốc thăm, mà bốc thăm thì em biết á, có những cái tiết nó cực kỳ ôn tập đó, nhiều khi mấy cái tiết ôn tập mấy cái tiết gì đó chán lắm, mấy cái tiết địa phương mấy cái gì đó đó nó không có giống như mình ấy, thành ra giống như áp đặt quá rồi rồi bị chứ bị stress bị đuối, giáo viên ai cũng than trời. Rồi À. em biết không hiểu sao mà chính chính bản thân chị là đã bị qua rồi rồi, cái cô trước chị 1 năm là bên Đồng Nai á, Vâng. về trước chị 1 năm á, bên Đồng Nai chuyển qua, mà nói sao mà qua bên đây nhiều việc dữ vậy, không ngờ mà nó nhiều gấp đôi bên Đồng Nai luôn á, làm muốn khùng luôn á. Còn chị là về sau 1 năm từ Bình Phước chuyển xuống, rồi chị xuống chị hụt hẫng quá trời luôn, chị nói sao mà việc đây việc mà làm không ngừng nghỉ. Cái năm nay có một cô ở bên cũng là của quận 2 nhưng mà trường khác chuyển đến, cũng như cũng cũng trong quận 2 với nhau nhưng mà trường khác á, người ta chuyển về rồi người ta choáng luôn, người ta nói sao mà trường này nhiều việc dữ vậy hả, đầu năm tới giờ mà sao mà dồn dập. Còn con nhỏ mà ở Cà Mau chuyển lên nó khóc luôn, nó khóc nó nói chị ơi em không nghĩ mà lên Sài Gòn mà nó nhiều việc đến như vậy, Kinh mà đến khủng thật sự. em ức em ức em tức mà em khóc, nó nói em ức em tức mà em khóc, nó Rồi. nói thấy sung sướng như thế cứ nghĩ lên đây gần chồng gần con vợ chồng này kia, lên lên xong nó tức quá trời, nó làm nó áp lực nó khóc. Em nghĩ là cũng chắc, em nghĩ là chắc do trường chứ cũng không phải là do cái kiểu của giáo trình đâu, tại vì như năm ngoái mình thấy năm ngoái nó cũng rất là bình thường đó, chỉ có mùa 20 tháng 11 là chị bận thôi, còn tự nhiên năm nay là mới đầu tháng 11 luôn mà làm được rần rần, Đúng đúng quá trời luôn em sợ thật sự. Rồi thì đó, bởi trên cái tụi chị riết thì cũng có nhiều cô mà đến nỗi mà đi ngủ cũng nằm mơ giống giả mặt luôn. Chị nói chắc chắc xong bữa này chắc chị hai buổi kia chắc chị bỏ thiệt luôn mà chưa à. ải quá Hai này. hai buổi sau thì mình 2 buổi sau thì mình cứ học tầm 30 phút thôi, mình chỉ kiểu như là ngồi 30 phút có thể vừa nói chuyện vừa học những cái đơn nhẹ, không học kiến thức quá nhiều đó. Rồi sau đó là mình giải lao còn 15 phút còn lại thì em sẽ là giải thích với bên kia, làm kiểu như là mình xin phép nghỉ sớm tại nhiều công việc bận. Ok.
Bởi chị nó bận quá là chị nó thuê để ráng còn mấy buổi hay cho xong, nếu không còn bờ bỏ cũng không sao cả. Chứ bây giờ chị nhiều việc quá rồi. Ok Mình ráng được đến đây là mình cũng tuyệt vời lắm rồi chị. rồi rồi, cảm ơn cô. Rồi, ok. Rồi, hồi nãy là mình có xong được cái hai cái từ đó là isn't đúng không ạ? Với cả his đó. Rồi bây giờ mình còn mình nhìn qua cái câu chuyện thì anh này anh mang ví đến cái phòng này thì bây giờ cái người này người ta sẽ nói là gì nhỉ chị nhỉ? Đó, mang ví đến cái phòng thì bây giờ ở ngoài cửa phòng Đây của có phải là của bạn không đúng không? XD hả? Không không, phải hả? hình số 3 này, mình nhìn hình số 3 này chị nè. Hình số 3 sẽ có từ in là đi vào đúng không ạ? Anh này anh gõ cửa phòng của người manager. Comment Đúng rồi, nè. chính xác, chính Comment đi vào, mời vào. xác. Comment. Đúng rồi, comment mời Mà vào. lấy từ ở trên thì của chi phải không? Nói rõ chị hiểu rồi, lấy cái từ ở trên điền xuống, hồi nãy mình đã điền hai từ rồi, mình liệt liệt kê tiếp. Đó, Comment rồi. ok, comment. Rồi, và câu số 4 người ta sẽ hỏi gì nhỉ? Câu số 4, đây có phải là cái ví của bạn không? Đúng rồi đó, là người ta sẽ hỏi thế. Ủa mà trong đây nó không có dép thì mình vẫn trả lời được đúng không? Nó Yes, không, nó là nó đúng trả hay lời sao? sẵn là này chị, nào nó trả lời sẵn là no it isn't Nên đây là này. nó à, tại ở dưới thấy chấm chấm ở dưới là cái gì nữa? This is your wallet thì cái này nó đang là phần bị thiếu nè, đó phần À bị. bị thiếu à? Không, nó không phải là của tôi. Rồi bên đây bị thiếu đó là tiếp đúng không? Đúng rồi đó. Thì mình đem đem cái từ ở trên mình điền xuống thôi ạ. Mục đích của cái bài này là đem từ ở trên điền xuống. À rồi rồi hiểu rồi. À nó không phải là của tôi. À thì ở trên là nó không phải là của tôi thì trong đây nó đâu có nó đâu. Nào đi từ từ đi. Bữa này đâu có Z đâu ta, Z nô vậy đâu. Vậy thì Mà đem từ ở trên mình điền xuống thôi thì mình đã bỏ được từ come, từ isn't, từ his rồi. Còn this, còn mine và còn isn't it. nó không phải là của tôi, nhưng mà isn't it mean thì nó kỳ quá hả, đi ngược Đó. hả? Mình điền isn't it ở đây lại là cái hợp lý nhất đấy chị. Đó, như vậy này chị nè. Đó. Thì nó sẽ tạo thành câu chuyện là this is your wallet, isn't it? Mình đang nhìn thấy cái màn hình PowerPoint của em đúng không ạ? Đây là ví của bạn. Đúng không? Đó, đây là ví của bạn đúng không? No, it isn't. Không, đây không phải ví của tôi. Đó. Không, nhưng mà mình không có dùng từ ở dưới, mình không nói là không phải của tôi nữa à. Thì tức là cái câu câu thoại là cái this is your wallet nó sẽ xảy ra trước này chị này. Đó. Rồi sau đó mới tới cái câu thoại là no, it isn't đấy chị. Rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Thì nó sẽ hợp lý hơn rồi. Mình ok khúc này ha chị ha. Rồi. Rồi. Tóm lại là anh này anh vô phòng quản lý hỏi là anh quản lý ơi này có phải ví của anh không, thì anh quản lý với bạn là không, không phải đó. Rồi thì qua cái câu tiếp theo đó thì cái người này người ta mới nhận ra gì đây ạ? Đó, người ta lấy cái ví người ta đút cho túi thì đây có phải là ví của anh ta không ạ? Ừ, phải rồi, nó của tôi đúng không? Đúng rồi, vậy chúng ta sẽ điền từ nào ạ? À, nó là của tôi. It's my. Đúng rồi, chính xác, it's mine. Đây là tân ngữ sở À, hữu đó, chúng ta điền là của it's tôi. mine ở đây là chính À. xác rồi, được chưa ạ? À. Rồi, ok, kiểu chị đó, it's mine rồi đó. Vậy là xong được một cái cuộc hội thoại. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc hội thoại tiếp theo. Thì trước khi qua cái tiếp theo thì mình cho em xin thêm 1 phút nữa em copy mấy cái hình vô nữa là xong rồi. Ở đây là nó cũng là dạng giống bài giống như ở trên đó chị, bài giống hồi nãy luôn, là mình sẽ phải bưng những cái từ ở phía trên xuống để mình điền vô hoàn thành cái cuộc hội thoại. Đó. Cái này là một cách ôn tập những cái kiến thức mà mình đã học rồi ấy mà. Bên chị là thi giữa kỳ xong rồi đúng không chị nhỉ? Thi xong hết rồi. À, chưa, tuần sau mới thi. Tại đó bây giờ còn dự giờ xong tuần Để sau mới thi giữa kỳ nó gớm nha. tuần sau thì đó, bởi cho nó chắc tuần sau chị ốp đó, cho nó chị học xong thứ bảy này xong mình chị ốp luôn, coi như còn buổi mình xong cho rồi tuần sau thôi. Nhưng mà thi giữa kỳ nhưng mà vẫn không bỏ qua thi tiết tốt, vẫn không bỏ thi giáo viên đó, Em vẫn mới thi. bảo là ủa cái gì mà dự giờ xong đi đôi với cả cả thi, không phải thi, dự Đầu giờ năm á, năm là dự giờ thăm lớp, dự giờ thăm lớp xong rồi thi giáo viên chủ nhiệm, rồi bắt đầu thời dự tiết tốt, dự giờ tiết tốt, rồi nó thi giáo viên giỏi trên vòng trường,
tao nói còn dồn 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 tới tới tấp luôn, nhưng mà mỗi năm á là đâu có bốc thăm tiết, bốc thăm ngày thôi là nó mệt lắm rồi, mà bốc có 2 ngày thôi đó, ví dụ như bốc ngày nay phong là ngày mốt là dài đó, Nè. bốc 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 rồi xong rồi bốc tiết bốc đủ thứ rồi, ôi trời nhiều quá, nhưng mà Yeah. giống như áp lực quá. Vâng. Em cũng hiểu, em đang bảo là trời không thể tin được là thi đã sắp thi giữa kỳ mà giáo viên còn phải kiểu Dự giờ đó em, dự giờ đó, nữa, nên là em thấy là không hợp lý tí nào luôn á. nhưng mà khổ cái đâu ai dám nói, tại vì trường chỉ là thầy hiệu trưởng, mà thầy này thì nói chung mình không dám nói, ở chỗ là công công thẳng thẳng, cho nên là nó không không có được cái hiểu không, cho nên Yeah. nó hơi 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 nó không được thẳng thẳng nên khó. À, đấy là kiểu như thầy cũng kiểu như khó tính khó nói đúng không chị? Nói chung là người ta nói gọi là không không được thẳng á, Dạ gọi rồi, là hơi cong tí. ok. Rồi thì em thì mình nói vậy em cũng hình mừng tượng ra được là tính cách của thầy như thế nào rồi. Ông cũng là cong chứ không là thẳng, cho nên là nó hơi khó. Rồi. Ok, thì em cũng hy vọng là chị giữ sức khỏe thôi. Nói chung là học xong, nói chung là cái thứ thứ bảy nếu mà mình muốn thì mình có thể học cả thứ bảy cả chủ nhật luôn để cho xong mất 2 bộ còn lại. Ok, chắc cho xong tuần sau cho chị nghỉ luôn. Ok, vậy thì nếu được là chắc 2 ngày luôn cho xong, còn nếu không 1 ngày cũng được cô chia. À rồi, năm Bây thứ bảy thì giờ cứ 9, đến thứ bảy cứ 9 giờ còn chủ nhật thì cũng 9 giờ luôn, đến cho xong luôn. chị và cho xong luôn cho chị cũng cũng ấy cho rồi. Rồi, Được ok, bây giờ mình chị cũng phải để giữ giờ, tại vì giữ giờ là trời hồi hộp lắm cô chi, có nghĩa là bốc khi nào trúng thì thôi á, còn bốc không trúng chuẩn bị học bài hoài vậy đó cô chi, lúc nè nào cũng chuẩn bị bài, lúc nào cũng chuẩn bị bài, khi nào bốc trúng thì mới dự, còn không bốc trúng là cứ ngày nào cũng tinh thần chuẩn bị vậy đó. dạ. Rồi, bây giờ mình làm một bài tương tự nè chị nè. Đó là mình xem coi là cái từ nào ở phía trên nó phù hợp rồi mình xuống mình bưng xuống mình hoàn thành cái hội thoại này. Thì ở đây cô giáo hỏi bạn trong lớp là Tom, is this your pen? Đây có phải bút của con không? Đó thì bạn Tom sẽ chỉ sang bạn khác như thế nào đó, mình điền cái hoàn thành cái hội thoại này nha chị nhé. Chọn từ thích hợp để điền xuống ạ. Không phải thì isn't. Yeah, nhưng mà nó sẽ có cái chữ his ở đây nè chị nè. Đó. Nó your term. Đây có phải là bút của bạn không? Ủa sao cô giáo đâu phải là bạn hả? À thì mình dịch sang tiếng Việt vậy cũng được chị, cho nó dễ. Tiếng Mà Việt mình nhiều ngôi lắm. có không, nó mà không, nó không phải là của anh ấy đúng không, nó không phải là của anh ấy mà. No, it isn't his thì đâu đúng. No, it is, không phải ra No, nó là của anh ấy. No, nó là của anh nó ấy. là của anh ấy. No, nó là của anh ấy, nó là, ủa sao no là không phải chứ, mà sao là nó là của anh ấy. Tức là nó sẽ có 2 cách trả lời chị. No, it isn't, đúng không ạ? À? Đó, thì là không, không phải của tôi. Đó, sau đó nó sẽ có một cái câu nữa là is. Đó, is his, kiểu kiểu như vậy đó. Nhưng mà đây nó cắt luôn cái phần là it isn't rồi, thì nó chỉ còn lại là it his thôi. Nên chỗ này chúng ta sẽ điền là it, được không ạ? Nhưng mà cái này cũng không phải mà. À, mình hiểu cái trường hợp này không ạ? À? Tức là giống như trong tiếng Việt của mình ấy, cái này á, có phải là của bạn không? Không, là của người khác, là mình chỉ hẳn luôn là của người khác liền cho nó nhanh. Hiểu hiểu rồi, bây giờ hiểu rồi. Mình có thể ghi cái 2 cái câu hội thoại này vô để Nào làm. biết câu nói à, chị hiểu rồi. Có nghĩa là cô giáo hỏi bạn áo vàng là Tom, đây có phải là viết của em không, thì bạn áo vàng trả lời là không, nhưng bạn áo vàng lại bị bán qua cho bạn kia, chỉ qua bạn khác, Đúng nó rồi. là của bên màu tím cái kìa, ví dụ vậy. À, đó đó đúng rồi, chính Chị xác rồi. bé chị hiểu sai chỗ đó rồi, hiểu rồi hiểu rồi Rồi, cái này chị. mình có Ủa cần. thì nó không phải mà sao lại cái đó. Hiểu rồi, Rồi, vậy cái này có cần ghi chú không mà hay là thôi chị? có sao cái nó kỳ kỳ. Dạ. Xong, cái này có phải bút của con không? Không, của thằng đó đó cô, kiểu kiểu vậy. À, hiểu rồi. Tôi nhìn thấy nó rất kỳ kỳ, hiểu rồi. Tức là nó không không phải của con, nhưng mà nó lại không phải của con, nhưng nó lại là của bạn kia. Rồi là chỉ qua ngay luôn đó. Ồ, sao nó khó hiểu ha. Nhiều lúc mà tiếng Anh nó tắt như vậy chỉ cái hộp cổ cứ giao tiếp nó vậy, giao tiếp rất ngon, nó quan trọng là nhanh tính, nhanh gọn lẹ. Cái mắc cười lắm chị vừa rồi chị áp dụng được mấy câu tiếng Anh bập bẹ của cô chị nó nói ngược á, Dạ. ông thầy tiếng Anh thầy nước ngoài á,
ổng vô thẩm tuyển vô lộn đó chị, tại cái lúc đó là cái tiết đó là tiết của chị dạy không phải tiết của ổng, cái ông vô tiếng dầm dầm cái chị mới nói là chị đừng quên đi, chị không biết làm sao, chị mới nhớ của chị đó là dặn là nó ngược lại á, cái chị nói là lát lát là lớp cái bên mà chị nói không biết, chị nói tiếng bò không hiểu luôn nữa, phải không mình thấy nó vậy không? Thì hỏi là next class đúng không ạ? Không phải, ông đứng lớp chị, ông định vô thì cái tiết đó là tiết của chị, không phải là lớp của hôm đó là ông không có tiết của lớp chị, ông lớp cái bên ông bị lộn lớp, cái chị mới nói ông là next class, chị chỉ qua anh kia, chị nói xong chị cười cười không biết ông có hiểu À đúng rồi, mình nói next class là đúng rồi chị, đúng rồi, nó ngược nói lại xong đúng rồi. rồi. Cái chị nói xong cái ông cười cười, ông cười cười, chị cười cười, chị chỉ next class mà không biết đúng không, là chị nhớ của chị dặn là phải nói ngược lại là lớp kế bên thì mình sẽ nói ngược lại là gần gần lớp kế bên á, phải nói À ngược đúng rồi, mình nói next class như trên màn hình như vậy này là đúng rồi à, chị, đúng đúng rồi đó, là cái ông cười, ông cười, cái ông cười cười xong cũng đi qua anh kia, cái chị cũng vừa nói mà lấy tay chỉ hiểu. Trời ơi, ông kiểu dễ, nếu như mà ông quay ngược lại mà ông làm cái mặt khó hiểu ấy này là thôi rồi, là kiểu như là ông không hiểu thật, nhưng mà bây giờ ông hiểu rồi thì quá tuyệt vời. chị đó, chị nói next class không, chị chỉ lớp kế bên, cái ông cười cười cũng đi qua anh kia. Rồi, ok. Rồi. À. Đúng rồi, bởi vì là trong tiếng Việt của mình ấy, cái chữ quan trọng là chữ nằm ở bên tay trái. Ví dụ như mình bảo là cô gái xinh đẹp, đúng không ạ? Đó, thì cái chữ quan trọng là chữ cô gái. Đó, À. còn trong tiếng Anh nó sẽ ngược lại, nó sẽ là beautiful, Thì xinh đẹp. bởi thay vì chị nói lớp bên kia thì thay chị nói class trước, mà chị không nói class trước, chị nhớ cô chị nó dặn là tiếng Anh là phải nói ngược lại, là gần gần cái bên, gần cái lớp cái bên thì mình phải nói ngược lại, Đó, đúng rồi, cái chính chị xác nói rồi. nét lát, Rồi, tuyệt chị vời. nói nét lát, cái ông cười 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 cái ông gần gần xong đi qua, nói xong mình tưởng mình nghĩ mình mắc cười quá, không không biết mình nói tiếng bòi có đúng Vậy là đúng rồi, tuyệt vời chị. rồi. Mình ghi chữ xong chưa ạ? Này cái xong rồi. Dạ rồi, vậy thì mình qua đến cái nội dung bức tranh tiếp theo. À, bạn này bạn đang chỉ sang cái bạn áo tím ha. Đó, rồi đó. Thì cô giáo sẽ hỏi gì tiếp theo đây ạ? Chưa à, cầm cái bút tịch, ủa cầm cái gì, cầm cái bút đúng không, pen hả, Ok, cái bút đó chị. cái bút này có phải của con không, this is pen isn't đúng Mình kiếm từ bên trên mình mà bưng xuống nha chị nha. không, ồ trong đây là không có pen đúng không, Đúng rồi, đây không có từ pen nhưng mà nó sẽ có một từ nó gọi là tân ngữ đó, nó cũng thay thế cho pen rồi đó. rồi rồi hiểu rồi, đúng rồi. Tân ngữ thay thế cho pen hả? Ủa khoan để xem coi. Cái bút này có phải là tân ngữ thay thế cho pen đó. This day. À là do Đúng rồi, mình nhớ do rồi đó, chính tính từ xác. sở hữu, đó là tính từ sở hữu rồi, À cái do mà tính từ sở hữu là em đã gặp rồi, tức là nó đã sử dụng rồi. Đó. à cổng trừ tân ngữ sở hữu là do có s làm sao, Đúng rồi, rồi chính chữ đầu tiên, chữ đầu tiên à xác. Vậy đây mình điền đi mình là đúng. Đó rồi, đúng this rồi, is all business này của con phải không? không phải no it isn't. Chính xác, đúng rồi, no it isn't đó. Rồi cô mới hỏi tiếp là who đúng không? À đúng rồi, bắt đầu bằng chữ who này là đúng, who này là của ai nè chị nè, đó mình nhớ là của Ai? ai. Nếu như mà who mà không có SE thì là ai đây nha chị nhé. Whose pen is, nó còn một thiếu một chữ nữa là gì nhỉ? How many is this? Đúng rồi, chính xác, whose pen is this? Đó, vậy thì mình chỉ À, còn một đúng là chữ. ai? Mai, đó rồi, mình đọc giúp em câu thoại của 3-4 nha chị nhé. This is your, isn't Rồi. it? No, it isn't. Rồi. Who pen it Đúng rồi, chính xác. Whose pen is this? Rồi. Đó. À, vậy còn cái người cuối cùng đứng lên thì người ta sẽ người ta sẽ nói là it. Còn một từ cuối cùng thôi là is? it. Anh nói là của tôi, it's mine. Đúng rồi, chính xác, it's mine. Đó, thế thôi. Okay. Xong được cái bài. Đó. Rồi, thì mình cũng hiểu được trường hợp hội thoại này rồi đúng không nha chị nhỉ?
Rồi, mình hiểu hết nội dung của đoạn hội thoại này đúng không ạ? Rồi rồi hiểu ạ. À, ok rồi. À, bây giờ cũng từ từ. Để em coi coi. Bây giờ là cũng được 30 phút, tức là theo tính đó là mình còn 5 phút nữa. Đó, mình còn 5 phút nữa. Rồi. Không, không kịp thì thôi, chi không không kịp cũng được, không sao cả. À, không không phải. À, nói Okay. chung là để em nội dung là còn gì không? Dung thì cũng còn một bài nữa nhưng mà thôi cũng được. Cô chỉ biết sao, chị bữa nay chị đang đang bị áp lực về cái ông thầy trưa nay. Trưa Dạ nay thầy ông kêu mấy cái giám khảo á, giám khảo mà chờ chấm thi á. Tại vì khổ cái này nè, giám khảo là được bốc thăm, có nghĩa là mỗi một người dự á, mỗi một người dạy là ba người dự, thì ba người dự đó mà nếu rơi vào thầy hiệu trưởng dự cùng hai giám khảo á, thì chắc chắn là điểm sẽ chênh lệch. Nhưng mà chênh lệch là giám khảo sẽ bị rầy, nhưng mà đâu có biết ông hiệu trưởng ông chấm bao nhiêu, nhưng mà chỉ lệch một điểm thôi là ông cũng la. Nhưng mà ông chấm keo lắm, cái mà ông khó đó, ông chấm keo lắm, mà ông chấm keo, ông chấm gắt á, mà hai người kia mà chênh lệch một điểm đó, là giám khảo kia bị chửi te tua luôn, thành ra là cũng khổ vậy đó. Còn gặp hai cô hiệu phó dự thì không sao, hai cô hiệu phó thì nói chung là thoải mái hơn, thì nói chung là cho điểm gọi là sàn sàn ngang nhau. Chứ mặc dù ba người cho điểm là giấu hết không ai nói với ai, nhưng mà khi mà để mà bằng chung sau khi giữ xong á thì điểm sàn 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 ngang nhau thì không bị rầy. Nhưng mà hôm nào mà có ông thầy hiệu trưởng giữ cùng với hai người mà điểm mà trên là động chữ te tua luôn. Nhưng mà đâu có biết ông cho bao nhiêu đâu mà cho thì đấy là mỗi người tự ấy mà. rồi. Vâng. Cho nên đầu óc hơi bị À, vâng, em hiểu rồi. Em hiểu. ok Nay thì chắc là mình sẽ nghỉ sớm để cho chị Hạnh được rồi học. rồi Dạ vâng. Rồi vậy. cái nghỉ sớm đó thì đối với trung tâm cũng không sao đâu đó, là Dạ. do Sau cái này em sẽ nói lại với trung tâm là mình có việc mình cần phải nghỉ sớm. vâng. Dạ rồi. Nội dung thì bữa giờ mình học như vậy là mình thấy là cũng tiếp thu được đúng không chị? À, tiếp tiếp thu được nhiều ạ. Nói chung là cũng cũng biết được nhiều. Dạ Để rồi, có thời gian thì chị sẽ coi lại những cái phần từ vựng nè, rồi thêm những câu đối thoại, rồi là những câu thông thường á, để ghi chép nó khá đầy đủ. Nhưng mà tại do không có thời gian coi, chứ còn nếu mà có thời gian coi thì cũng cũng giao tiếp được sơ sơ, vâng, chịu khó nhìn là sẽ được. em nghĩ là mình cứ ôm cái cuốn kiểu như là English Made Easy, xong cái cuốn mà em gửi cho chị này này, đó cái cuốn mà hình vẽ À, màu vâng. học là được các chị. Cái cuốn này hay, cái cuốn này chị thấy là ok. Dạ rồi, ok vậy chị Hạnh cứ nghỉ trước đi nha chị Hạnh nhé. Rồi, cảm ơn cô chị. Rồi, chào cô. Cái này bấm chịu từ từ bấm tay. Đó.